Đúng không các anh chị? Đó chính là gì ạ? Đầu tiên là chúng ta có phiếu khảo sát, chúng ta có 2K1T, đúng không ạ? Để làm gì? Để các anh chị có thể liên tục bổ sung cái nguồn khách hàng của mình, liên tục bổ sung cái danh sách khách hàng của mình, đúng không các anh chị? Em phát nhắc đi nhắc lại rất rất là nhiều về cái việc là các anh chị mình phải lập danh sách khách hàng của mình ra, đúng không ạ? Bằng cách là các anh chị có thể ghi tay, ghi thủ công ra cuốn sổ của mình cũng được, hoặc là các anh chị có thể là gì ạ? Các anh chị mình có thể ghi trên file Excel của mình, ghi trên file Excel, đúng không ạ? Rồi sau đó các anh chị mình có thể là hàng ngày mình mở danh sách khách hàng của mình ra để mà mình có thể là mình xem để mình biết người khách hàng của mình đang chăm sóc đến đâu rồi, đúng không các anh chị? Và trong danh sách khách hàng của mình, các anh chị ghi càng chi tiết đến đâu, càng rõ đến đâu, thì cái quá trình mà các anh chị tiếp cận khách hàng, các anh chị tư vấn khách hàng và các anh chị chăm sóc khách hàng nó sẽ càng hiệu quả đến đó, được không các anh chị? Ví dụ như là em Phát nha, em Phát thì khi mà em Phát làm bán hàng á, thực sự là khi cái danh sách khách hàng của em Phát không bao giờ dưới 100 đâu các anh chị. Danh sách khách hàng hiện hữu á, danh sách khách hàng tiềm năng á, không bao giờ dưới 100 các anh chị nha. Và khi mà mỗi ngày em Phát mở cái laptop ra em Phát làm việc, thì cái mà đập vào đầu tiên vào mắt của em Phát đó, đó chính là cái danh sách khách hàng các anh chị. Em Phát ghi rất rõ và cập nhật rất rõ tình hình của từng khách hàng luôn. Ví dụ như là ngày hôm nay em tư vấn cho chị Nguyễn Thị Hường một cái máy lọc nước A, như vậy một cái máy pi, chị Hường chỉ từ chối lý do A, lý do B, lý do C, và mình đã giải quyết, mình đã tư vấn, mình đã xử lý như thế nào, em phải ghi ra rất là rõ như vậy đó. Vậy thì rõ ràng khi mà chúng ta ghi rất rõ chi tiết cụ thể từng người khách hàng như vậy á, bởi vì chắc chắn các anh chị không thể nào nhớ hết được nguồn khách hàng của mình đâu, mình không nhớ hết được đâu các anh chị đó, thì đôi khi mình quên, đúng không ạ? Mình quên thì á, mình sẽ bị sót khách hàng của mình những cái lúc mà chúng ta cần phải có doanh số gấp, chúng ta cần phải chốt doanh số gấp á, chúng ta không thể nào chúng ta nhớ được hết đâu mọi người đó. Các anh chị cứ lập danh sách khách hàng ra, em rất tin chắc rằng là các anh chị sẽ có rất nhiều khách hàng mà các anh chị bỏ qua. Cho nên khi mà các anh chị lập danh sách khách hàng ra, các anh chị tin Phát, tin em Phát đi, các anh chị có nhiều khách hàng hơn là các anh chị nghĩ, đúng mà. Và nó sẽ giúp rất là ít, giúp ích rất là nhiều trong cái việc là các anh chị mình có thể là mình tư vấn khách hàng, đúng không ạ? Mình nhìn là nhìn nhìn vào một phát thì mình biết là khách hàng nào mình cần phải có thể chốt liền, có thể mang doanh thu về cho mình trong tháng này nè, đúng không ạ? Khách hàng nào mình có thể là làm nóng, làm ấm mối quan hệ nè, khách hàng nào cần hẹn cà phê để tư vấn ABCD các thứ, mình sẽ rất là rõ để chúng ta có một cái chiến lược kinh doanh đối với từng từng khách hàng đó các anh chị nha. Cho nên là cái phiếu khảo sát này, chiến lược 2K1T này, nó sẽ giúp cho các anh chị liên tục bổ sung cái nguồn khách hàng này, đúng không ạ? Để mà ngay cả các anh chị cũ này hoặc là các anh chị mới cũng vậy, các anh chị sẽ không bao giờ bị cạn nguồn khách hàng, đúng không ạ? Không bao giờ cản khách hàng đối với cái chiến dịch 2K1T này, đúng không ạ? Rồi cái phương pháp thứ hai mà nó mang lại cái hiệu quả cũng rất là tuyệt vời nữa, đó chính là phương pháp home sharing, hay còn gọi là một cái hội thảo nhỏ các anh chị nhé. Rồi phương pháp thứ ba là cái phương pháp mà các anh chị mình cũng đã gặp được trong vài tháng gần đây, thì Thế giới lọc nước đã triển khai và cái hiệu quả đã được đo lường là rất rất hiệu quả các anh chị, nó mang đến hiệu quả rất là cao trong cái việc mang lại doanh số kinh doanh cho mình, đúng không ạ? Và cái phương pháp thứ tư đó chính là DD, tức là livestream, chiến dịch livestream. Chiến dịch livestream của Thế giới lọc nước nó có gì đặc biệt, đúng không ạ? Một xíu nữa Phát sẽ chia sẻ cho các anh chị. Và cái thứ năm đó chính là phương pháp quay video các anh chị ha, chúng ta quay video. Bởi vì chúng ta khi mà hiện tại chúng ta đang sống trong cái xã hội 2.0 rồi, đó 4.0 rồi, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà khách hàng người ta sử dụng những cái phương tiện truyền thông xã hội để mà người ta sử dụng nó rất là nhiều, và chúng ta sử dụng những cái đoạn video ngắn để chúng ta tiếp cận khách hàng của mình, nó cũng rất là phổ biến các anh chị nha. Đó, và hiện tại bây giờ người người làm, nhà nhà làm video rồi, mà chúng ta không làm thì chúng ta bị lạc hậu rồi các anh chị, và chúng ta không thể nào mà chúng ta có một cái hiệu quả kinh doanh tốt giống như những người khác được các anh chị ha, khi mà các anh chị kinh doanh theo cái phương hướng truyền thống các anh chị nha. Rồi ok, thì đầu tiên là một cái phiếu khảo sát, đúng không các anh chị? Phiếu khảo sát thì là gì ạ? Mục đích của nó là gì? Mục đích của nó là gì? Chúng ta sẽ thu thập số liệu khách hàng để chúng ta đánh giá được cái thực trạng nguồn nước và cái việc xử lý nước ở từng hộ gia đình các anh chị nha, và cũng như là chúng ta đánh giá cái dung lượng thị trường và những cái rào cản mà những người xung quanh của mình á, nó không thể tiếp cận được với nguồn nước tốt các anh chị nha. Và chúng ta sẽ có một cái dữ liệu rất là nhiều, một cái nguồn dữ liệu rất lớn để chúng ta có thể tư vấn được khách hàng của mình các anh chị nha. Thì cái phiếu khảo sát này nó rất là dễ làm các anh chị nha, mình cứ điền những thông tin của gia đình của mình nè, và sau đó chúng ta thực hiện những cái kết quả khảo sát dựa vào những cái tiêu chí khảo sát đã được đặt ra trong cái đã được ghi rất là rõ trong cái phiếu khảo sát của mình. Ví dụ như là gì ạ? Hộ gia đình có đang sử dụng nguồn nước uống hay không, và
và kết quả là gì ạ? Người ta uống nước đun sôi để nguội nè, hoặc là nóng nóng lạnh, hoặc là máy lọc nước các thứ thì mình cứ tích vào, đúng không ạ? Tương tự những câu hỏi về sau, ví dụ như là mức độ yên tâm tin cậy với nguồn nước đang sử dụng này, là yên tâm hay là không yên tâm, rồi chỉ số pH của nguồn nước sử dụng, rồi chị Tư Lê là em phát cho chị xin phiếu khảo sát nha, rồi xong Zoom nhắn tin cho em phát nha, để em quên ha, xong tin nhắn tin cho em phát sẽ gửi cái phiếu khảo sát này cho chị Tư nha, rồi thứ tư là gì, chỉ số hydrogen nè, rồi chỉ số TDS, rồi công nghệ diệt khuẩn sao màng, đúng không các anh chị? Mọi cái tiêu chí đánh giá này nó luôn có những cái mục đích riêng của nó các anh chị ha. Thì với cái phiếu khảo sát này các anh chị, mình sẽ có một cái cách làm mà nó có thể là mang đến cho các anh chị khối lượng khách hàng rất là khổng lồ. Em phải lấy ví dụ nha, em phải lấy ví dụ giả định đi, một ngày như vậy các anh chị, một cái phiếu khảo sát như vậy các anh chị chỉ mất tầm khoảng 5 đến 10 phút thôi, 5 đến 10 phút là các anh chị đã có thể hoàn thành được một phiếu khảo sát rồi, đúng không ạ? Vậy thì một ngày á, cho là các anh chị mình chỉ cần dành ra tầm khoảng bao nhiêu, chưa đến 1 tiếng để các anh chị có thể tiếp cận đâu đó tầm khoảng 5 khách hàng, đúng không ạ? Một ngày các anh chị chỉ cần tiếp cận từ 3 cho đến 5 khách hàng thôi, 5 khách hàng đi, đúng không ạ? Rất dễ. Các anh chị có thể in cái phiếu khảo sát này ra, các anh chị có thể đến nhà hàng xóm nè, đến bạn bè của mình, đến thôn ấp xã làng của mình, trong một khu dân cư của mình, chung cư của mình, ví dụ như vậy. Các anh chị không cần phải làm nhiều, một ngày như vậy các anh chị làm cho em phát đúng 5 người thôi, đúng không ạ? Vậy thì một ngày các anh chị làm đều đặn như vậy chỉ có 5 người thôi, vậy thì một tháng mình nhân lên là gì ạ? Mình đã tiếp cận được 150 người rồi, đúng không các anh chị? Các anh chị tiếp cận được 150 người rồi, và tương đương như vậy một năm các anh chị tiếp cận được bao nhiêu ạ? 1.800 khách hàng, đúng không các anh chị? Vậy thì một tháng các anh chị tiếp cận 150 khách hàng, các anh chị làm thí nghiệm, các anh chị test nước, các anh chị tư vấn khách hàng, các anh chị mời chào những cái sản phẩm rất là giá trị của bên mình, đúng không ạ? Và một năm các anh chị tiếp cận 1.800 khách hàng đấy. Vậy thì nếu như mà các anh chị nào nói là một tháng các anh chị tiếp cận 150 khách hàng mà các anh chị không ra được một cái đơn nào hết, dù là những cái đơn nhỏ nhất, thì các anh chị gặp em Phát, đúng không ạ? Các anh chị gặp em phát sẽ xử lý cho các anh chị, đúng không ạ? Đúng không ạ? Không thể nào mà một tháng các anh chị tiếp cận 150 khách hàng mà các anh chị không thể ra kết quả được, em phát cam đoan với các anh chị sẽ ra kết quả. Sản phẩm chúng ta có rất tốt, đúng không ạ? Phương pháp chúng ta có, cách làm chúng ta có, tất cả mọi thứ các anh chị đều được hướng dẫn từ A cho đến Z. Việc là gì? Các anh chị chỉ cần đi tư vấn và các anh chị làm đúng, làm đủ, làm đều tất cả những cái gì mà thí dụ nước hướng dẫn cho các anh chị, thì chắc chắn rằng là các anh chị sẽ có kết quả trong tháng, đúng không ạ? Chỉ cần là các anh chị dành thời gian, dành tâm sức đối với cái là hàng thí dụ nước của mình thì chắc chắn nó sẽ kết quả, đúng không ạ? Và đối với là hàng lọc nước của mình là gì? Khi mà các anh chị tập trung thời gian, tâm huyết, tâm sức cho nó, chắc chắn các anh chị sẽ nhận lại được những kết quả mà Phát tin chắc rằng là những kết quả này luôn sẽ thỏa mãn được các anh chị nha. Cho nên là các anh chị mình chỉ cần là một dành khoảng thời gian. Em Phát không cần các anh chị là một người quá là siêu sao, không cần là một người quá là xuất sắc, không cần là một người quá giỏi các anh chị. Các anh chị em Phát chỉ cần các anh chị làm đúng, đúng không ạ? Làm đủ và đặc biệt là phải làm đều cho em Phát. Mỗi ngày như vậy các anh chị đều dành thời gian tầm khoảng 1 tiếng thôi, mình đi test nước cho khách hàng đâu có lâu đâu các anh chị, tầm khoảng 10 đến 15 phút cho một 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 nhà là ok rồi. Các anh chị tiếp cận từ 3 cho đến 5 khách hàng, sau một tháng là các anh chị đã có một cái lượng khối lượng khách hàng rất lớn rồi, một năm thì nó lúc đó là cái danh sách khách hàng các anh chị nó tràn đầy, nó rất nhiều luôn rồi, các anh chị tha hồ mà các anh chị có thể tư vấn khách hàng, đúng không các anh chị? Rồi khi mà các anh chị làm cái phiếu khảo sát này thì chúng ta đầu tiên là gì ạ? Chúng ta lên danh sách khách hàng và tiếp cận và gửi phiếu khảo sát các anh chị nha. Thì đối tượng khảo sát có thể là bạn Zalo, bạn Facebook, hoặc là mình đi apply, đúng không ạ? Làng xóm xã thôn gì của mình, nó chung cư gì đó mình có thể in ra mình làm được hết. Và các anh chị lưu ý là khi mà các anh chị gửi cái phiếu khảo sát này cho khách hàng của mình, các anh chị lưu ý là mình cần phải làm một cách nó cá nhân hóa, đúng không ạ? Cá nhân hóa tức là sao? Tức là mình hãy làm từng người một, đúng không ạ? Ví dụ như là chị Hường ơi, ngày hôm nay thì em đang có một cái dự án khảo sát nguồn nước bên phía thí dụ nước hoặc là trên phía cộng đồng đối tác của SCTC, ví dụ như vậy, thì anh xin phép chị tầm khoảng 2 đến 3 phút hoặc là 5 phút gì đó để mà chị có thể làm giúp em cái phiếu khảo sát này. Cái mục đích là gì em? Để em thu thập những cái số liệu về nguồn nước xung quanh em thôi. Chị sẽ được gì ạ? Chị sẽ được em tư vấn miễn phí về cái giải pháp nâng cấp nước tốt nè, và chị sẽ được test nước miễn phí đối với gia đình của mình luôn. Đó, mình sẽ nói chuyện từng người như vậy, đúng không ạ? Mình nhắn tin hoặc là mình gọi điện cho từng người như vậy một cách cá nhân hóa. Sau đó chúng ta mới gửi cái phiếu khảo sát này cho khách hàng của mình làm.
làm, đúng không ạ? Một ngày các anh chị chỉ làm cho phép 5 người như vậy thôi, các anh chị không cần phải làm nhiều. Nếu mà anh chị dành được nhiều thời gian hơn á thì các anh chị thì sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Bởi vì em phát biết là các anh chị còn anh chị còn làm công việc hai ba job, đúng không? Cho nên là đôi khi các anh chị mình không thể nào mà mình dành được nhiều thời gian, thì một ngày như vậy các anh chị làm cho em phát năm bạn năm người thôi cũng được. Một tháng thì các anh chị đã tiếp cận được rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Các anh chị không gửi spam nha. Các anh chị lưu ý là mình sẽ không gửi spam các anh chị nhé. Mình gửi spam cho một 50 người, 100 người trong một ngày thì cái tỷ lệ mà khách hàng người ta trả lời tin nhắn của mình đó mọi người, nó rất là thấp, nó cực kỳ thấp luôn á. Trong khi đó các anh chị mình cá nhân hóa cái việc mà các anh chị gửi như vậy á, nó cái tỷ lệ mà khách hàng người ta phản hồi các anh chị nó sẽ rất là cao các anh chị nha. Đó, các anh chị có thể gửi file ảnh và điền Google Form luôn cũng được các anh chị nha. Rồi ok, tiếp tục bước 2 là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần là đọc kết quả và hiện test nước, đúng không ạ? Trong phiếu khảo sát nó có kết quả, đúng không ạ? Kết quả là gì? Khách hàng người ta có đồng ý để tiếp gì ạ? Được test nước miễn phí hay không? Khách hàng người ta có đồng ý được tư vấn miễn phí về giải pháp nâng cấp nguồn nước nhà mình hay không? Thì mình sẽ đọc kết quả. Có thì là gì ạ? Thì mình cứ thế là mình đến mình tư vấn thôi. Nếu nhà khách hàng mà chưa có máy lọc nước, đúng không? Thì mình cứ tư thế là mình tư vấn máy lọc nước mới thôi. Còn thậm chí là khách hàng đã sử dụng máy lọc nước rồi, mình cũng có thể tư vấn máy lọc nước nó mới, đúng không ạ? Nếu như mà máy cũ rồi thì thông thường cái dòng đời của máy lọc nước các anh chị nó rõ tầm khoảng 8 năm. Vậy thì nếu khách hàng đã sử dụng 6 7 8 năm gì rồi, cũ rồi, mình hoàn toàn có thể tư vấn máy mới. Còn nếu khách hàng mới mua tầm khoảng được 1 2 năm, 2 3 năm gì thôi thì mình có thể hoàn toàn là tư vấn được cái combo lõi lọc để mà nâng cấp nguồn nước nhà khách hàng lên để khách hàng có nước tốt, đúng không ạ? Đấy, vậy đơn giản như vậy thôi. Sau đó bước 3 là gì? Chúng ta đến nhà khách hàng, chúng ta đặt lịch hẹn để chúng ta đến nhà khách hàng, đúng không ạ? Vậy thì cái kỹ thuật mà đặt lịch hẹn làm sao mà cho nó hiệu quả, để mà cứ đặt lịch hẹn là dính, đặt lịch hẹn là dính, không bao giờ bị trật, đúng không ạ? Thì em Phát sẽ hướng dẫn cho các anh chị sau ở những buổi sau, đúng không ạ? Đối với em Phát nha mọi người, đối với em Phát nha, khi mà em Phát đặt lịch hẹn với khách hàng thì cái tỷ lệ chốt lịch hẹn của em Phát là gì ạ? Là 100% nha mọi người nha, là 100% chứ không phải là 90% hay là 99% nha mọi người, đúng không? 100%. Một khi mà em Phát đã chốt lịch hẹn rồi thì không thể nào khách hàng có được thoát được. Kiểu gì em Phát cũng sẽ gặp được khách hàng đấy, cho nên là em Phát sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái kỹ thuật đặt lịch hẹn ở những buổi sau các anh chị nha. Rồi đến mình tư vấn và mình tư vấn giải pháp cho khách hàng thôi, đúng không? Chưa có máy tư vấn máy mới, còn đã có máy thì hoặc là tư vấn thay hoặc là nâng cấp máy cũ, chúng ta có nhiều giải pháp lắm, đúng không? Chúng ta test nước thì chúng ta có thể đo pH này, rồi chúng ta TDS này, chúng ta đo hydrogen, đúng không ạ? Và chúng ta khảo sát những công nghệ diệt khuẩn sao màng, và cứ thế chúng ta tư vấn những cái giải pháp của bên mình cho khách hàng thôi, đúng không ạ? Chúng ta có máy pi, chúng ta có hydrogen cầm tay, chúng ta có máy nóng lạnh, chúng ta có máy lắc, chúng ta có lọc tổng sen vòi Ecomax, quá trời là sản phẩm phù hợp với tất cả những đối tượng khách hàng, đúng không ạ? Từ những khách hàng giàu cho đến những đối tượng khách hàng không quá giàu, tầm trung, đối với những và thậm chí đối với những khách hàng trung bình thôi, thu nhập trung bình bình dân thôi, mình cũng hoàn toàn có thể tư vấn được luôn. Có rất là nhiều giải pháp để mà các anh chị có thể là đưa đưa đến cho khách hàng của mình các anh chị ha. Vậy thì rõ ràng các anh chị có thể thấy rằng là hiện tại cái xu hướng mà người ta sử dụng nước ion kiềm nó cao lắm mọi người, đúng không ạ? Chính vì vậy nó tạo ra một cái thời cơ, một cái thị trường, một cái tiềm lực thị trường cực kỳ là mạnh mẽ ở thời điểm 2024 này, đúng không các anh chị? Các anh chị có thể, và anh chị nào mà hay đi siêu thị, các anh chị vào anh chị để ý cho em Phát đi, sẽ có một cái quầy hàng, người ta bán nước y, nước kiềm và nước khoáng rất là nhiều các anh chị. Người ta có một quầy hàng riêng luôn và người ta bán rất là nhiều, tức là cái xu hướng và cái nhu cầu thị trường hiện tại về nước kiềm á mọi người, đúng không? Về nước khoáng, về nước kiềm á, nó đã tăng vọt đến thời điểm bây giờ rồi. Ví dụ em Phát hay hay đi siêu thị Lotte á mọi người, thì em Phát thấy luôn là một cái quầy người ta có hai quầy nước, một quầy là nước tinh khiết, một quầy là nước kiềm, nước khoáng, hai quầy tách biệt luôn nha mọi người nha, hai quầy tách biệt luôn chứ không phải để chung đâu. Đó, quầy nước tinh khiết thì rất là rẻ, chỉ tầm khoảng là 4.000 5.000 là các anh chị đã mua được một chai nước tầm khoảng nửa lít rồi, đúng không ạ? Còn liếc mắt qua cái quầy nước kiềm, nước khoáng mọi người, một bình nước nửa lít như vậy nó giá nó rất là cao rồi, đúng không ạ? Vậy thì các anh chị bình thường các anh chị muốn uống nước khoáng, nước kiềm á, đúng không ạ? Thì các anh chị phải bỏ một chi phí rất là cao để các anh chị mua và các anh chị uống. Thay vì vậy chúng ta hãy tư vấn những giải pháp của thí nước, nó vừa lâu vừa dài,
đúng không ạ, vừa bền vững vừa gọi là tốt hơn rất nhiều so với những sản phẩm đóng chai ở siêu thị nữa cơ, đúng không? Cho nên các anh chị có thể thấy xu hướng nó cực kỳ cao để các anh chị có thể tư vấn khách hàng, đúng không ạ? Và sau ở thời điểm mà sau khi mà Covid đã qua rồi mọi người, thì cái nhu cầu về mặt sức khỏe đó, nhu cầu mà người dân người ta quan tâm về sức khỏe mọi người nó cao cao kinh khủng, cho nên đó, nó cũng sẽ là một cái thời cơ rất là tốt để các anh chị có thể tư vấn những sản phẩm về 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 sức khỏe, đặc biệt là sản phẩm về nước, đúng không ạ? Và kinh tế phát triển khi mà con người của mình á ngày càng phát triển, đúng không ạ? Ngày trước thì các anh chị mình chỉ cần uống một loại nước mà trong, như có vẻ là sạch, nước trong thôi, nước tinh khiết thôi là đã ok rồi. Ngày trước mình ăn thì mình chỉ cần ăn no là được, mình không cần phải ăn ngon, đúng không ạ? Không cần phải ăn ngon ăn nhiều nữa. Mà bây giờ á, tương tự với nước uống cũng vậy, cho nên là chúng ta cần phải gì ạ? Chúng ta ăn cũng phải ngon, đúng không? Bài trí nó cũng phải đẹp, mặc nó cũng phải thời thượng, nó cũng phải trendy, đúng không? Rồi bây giờ uống nước thì cũng phải uống nước ion kiềm, cũng phải uống nước hydrogen, đúng không? Thời buổi bây giờ ai mà lại uống tinh khiết, đúng không mọi người? Thời buổi bây giờ người ta toàn là nước ion kiềm, uống nước khoáng, nước hydrogen thôi. Uống nước mà không có hydrogen là lạc hậu lắm rồi, đúng không mọi người? Đó, cho nên là cái kinh tế phát triển thì nhu cầu của người ta cũng phải phát triển, đúng không? Và đặc biệt là khi là dịp Tết các anh chị, dịp Tết mình sắp đến rồi, thì rõ ràng Tết các anh chị có thể công nhận với Phát là một cái dịp mà hầu như trong đây là cái thời điểm trong năm mà các anh chị sẽ có nhiều tiền nhất, đúng không? Bởi vì các anh chị nào mà làm công ty á, thì thường là các anh chị sẽ được thưởng tháng 13, đúng không? Các anh chị sẽ được thưởng lương tháng 13 thì các anh chị sẽ có rất là nhiều tiền để mà mình có thể là có kế hoạch chi tiêu nó thoải mái hơn. Còn anh chị nằm và đang làm kinh doanh đó, thì Tết là một cái khoảng thời gian mà các anh chị sẽ thu hồi nợ, đúng không? Khách hàng của mình cũng vậy, người ta cũng sẽ bắt đầu thu hồi nợ từ phía khách hàng của họ. Cho nên là gì, cũng là khoảng thời gian họ sẽ có rất là nhiều tiền trong năm. Họ than vậy thôi, Tết khách hàng mình hay than lắm mọi người, hay than là chi phí này kia, chuẩn bị Tết này nọ nọ kia nhiều lắm. Nhưng mà thế mà nhiều tiền lắm, Tết là cái thời điểm mà họ nhiều tiền lắm, cho nên là mọi người đừng có sợ là khách hàng mình không có tiền, hay là sợ là người ta phải chi Tết không có được. Mọi người nhiều tiền lắm, cứ yên tâm mà tiếp cận khách hàng các anh chị nha. Thậm chí là em phát biết là sẽ có nhiều khách hàng, sẽ có nhiều anh chị đó, mình chốt được đơn luôn trong khoảng thời gian nghỉ Tết, em phát đảm bảo luôn đó, đúng không ạ? Rồi rồi tiếp theo là gì ạ? Trào lưu sống khỏe. Các anh chị thấy rằng là hiện tại bây giờ sẽ có rất là nhiều những cái trào lưu về về thực dưỡng này, về sống ăn chay này, hoặc là sống healthy, ăn healthy nè mọi người, đúng không ạ? Thì nước nó sẽ là một trong những cái sản phẩm mà các anh chị có thể tư vấn rất tốt, bởi vì nó là sản phẩm chăm sóc sức khỏe rất là tốt, và nó là cái giải pháp thuần chay để giúp nâng cao sức khỏe từ bên trong, đúng không mọi người? Bởi vì các anh chị có thể thấy là 70% cái trong cơ thể của mình là nước, đúng không ạ? Vậy thì một người 50 kg, vậy thì trong cơ thể của họ 35 kg là hết là nước rồi, đúng không ạ? Hết là nước rồi. Cho nên rằng là cái việc mà chúng ta tư vấn cái giải pháp về nước nó sẽ rất là tuyệt vời, đúng không các anh chị? Rồi về nữa, bệnh tật thì Việt Nam của chúng ta thì đứng top 1, top 2 bệnh tật về ung thư trên thế giới rồi. Cho nên là gì ạ? Chúng ta tư vấn một cái giải pháp để có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật từ rất là sớm như là nước pi, thì nó giải pháp rất là tuyệt vời, đúng không mọi người? Chính vì những cái thời cơ đó đang là thời điểm, đang là chín mùi, nó sẽ tạo ra một cái sự thuận lợi cho các anh chị trong cái việc mà các anh chị tư vấn tại tại gia gia hàng thế nước của mình các anh chị nhé. Rồi tiếp theo là giờ chúng ta có cái giải pháp thứ hai, đó chính là home sharing, đúng không ạ? Một cái cách làm thứ hai mà nó mang hiệu quả rất là tuyệt vời, đó chính là home sharing. Chúng ta có thể làm tại nhà hoặc là làm theo đội nhóm. Ví dụ như là em Phát đi, em Phát có 30 khách hàng, em Phát có 30 khách hàng đang cần phải tư vấn máy lọc nước, ví dụ như vậy, thì thật sự là em Phát không đủ thời gian để em Phát có thể gặp từng người một, đến nhà khách hàng từng người một như vậy để mà em Phát có thể là tư vấn khách hàng của mình, đúng không? Bởi vì nó rất là mất thời gian, em Phát không đủ thời gian để làm việc đó. Vậy thì em Phát sẽ làm một cái buổi hội thảo nhỏ tại nhà của mình, và em Phát mời khách hàng của em Phát đến, đúng không? Nhà em Phát có máy pi chẳng hạn, em Phát sẽ mời khách hàng đến để em Phát tư vấn, em Phát làm thí nghiệm tại nhà luôn, và em Phát tập hợp 30 người khách hàng của em Phát lại. Em Phát có thể mời người khác đến hỗ trợ, em Phát có mời chuyên gia đến hỗ trợ em Phát nữa chẳng hạn như vậy. Vậy thì rõ ràng em Phát chỉ làm hội thảo trong vòng tầm khoảng đâu đó 1 tiếng đổ lại thôi, ví dụ như vậy. Vậy thì cũng là khoảng thời gian 1 tiếng thôi, đúng không ạ? Em Phát ngay lập tức em Phát tư vấn được cho 30 người, hiệu quả nó tăng lên gấp 30 lần.
đúng không các anh chị? So với cái việc là mình gặp từng người một rồi mình tư vấn, nó sẽ mất thời gian rất nhiều đó. Vậy thì làm tại nhà, chúng ta mời khách hàng rất là đông, đủ khách hàng chúng ta đến nhà của mình đúng không ạ? Hoặc là các anh chị đang có điểm trải nghiệm đó, các anh chị có thể mời về, các anh chị lại về mời về điểm trải nghiệm của mình. Ví dụ như cuối tuần các anh chị làm một lần, các anh chị gom khách hàng cuối tuần mình làm một lần cũng rất là hay đúng không các anh chị? Hoặc là trong đội nhóm của em Phát đi, trong đội nhóm của em Phát có 10 anh chị ví dụ như vậy đúng không ạ? Và mỗi anh chị như vậy có hai khách hàng tiềm năng mong muốn được tư vấn, máy pi tư vấn về thế giới nước của mình đúng không các anh chị? Vậy thì em Phát sẽ tập hợp nhóm của mình lại, mỗi người chỉ cần hai khách hàng thôi, và tập hợp đến cái điểm trải nghiệm hoặc tập hợp đến nhà của em Phát ví dụ như vậy. Thì rõ ràng mỗi người hai khách hàng mà 10 người là mình có 40 khách hàng rồi đúng không ạ? Mình có thể tập hợp về cuối tuần, mình tập hợp về một lần, mình là cái hội thảo như vậy, và mình làm định kỳ hàng tuần luôn, mình làm định kỳ hàng tuần luôn. Vậy thì á, rõ ràng là chúng ta làm đội nhóm như vậy thì chúng ta sẽ hỗ trợ được lẫn nhau nè, chúng ta rút kinh nghiệm và chúng ta tạo động lực cho nhau. Ví dụ như là trong nhóm em Phát có 10 người và hết 8 người là có khách hàng, là ai cũng mang đến 2 đến 3 khách hàng, mà hai người còn lại không có khách hàng, thì kiểu gì người ta cũng sẽ ráng chạy để mà người ta có khách hàng, để người ta đến người ta được tư vấn đúng không ạ? Bởi vì với lại là cái tâm lý đám đông của mọi người, khách hàng mình sẽ có một tâm lý đám đông, đó chính là gì ạ? À, đến khách hàng đến nhà mình đông như vậy thì người ta cũng thấy là à, cũng có nhiều người quan tâm giống như mình, cũng có nhiều người được thích được tư vấn như mình, thậm chí là gì có người người ta chốt tại chỗ luôn. Thì lúc đó cái tư vấn, cái tâm lý đám đông nó sẽ thúc đẩy cho khách hàng người ta mua hàng dễ dàng ra quyết định luôn, nó sẽ rất là dễ đúng không các anh chị? Cho nên home sharing là một cái cách nó cũng rất là hiệu quả để các anh chị có thể mình tập hợp khách hàng lại, để giúp cho các anh chị tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, mà cái hiệu quả mang lại nó cũng rất là cao nha các anh chị nha. Đấy, rồi tiếp theo là gì ạ? Chúng ta có thể kết hợp với gì ạ? Kết hợp với những cái câu lạc bộ, những cái nơi mà các anh chị sinh hoạt đúng không? Bởi vì máy pi không phải các anh chị cứ tìm đi tìm khách hàng là có đâu đúng không các anh chị? Các anh chị phải đến những cái câu lạc bộ, ví dụ như các anh chị mình có thể sinh hoạt trong những câu lạc bộ thực dưỡng nè, trong những câu lạc bộ yoga nè, câu lạc bộ thiền nè, các câu lạc bộ theo trường phái sống khỏe sống đẹp á, ví dụ như là em Phát hay chạy bộ chẳng hạn, thì em Phát có câu lạc bộ chạy bộ chẳng hạn đó, thì em Phát có thể gặp những cái người như vậy. Lâu lâu mình gặp offline rồi mình có thể là mình lồng ghép mình tư vấn thêm về cái lọc nước của mình đúng không ạ? Rồi câu lạc bộ thực dưỡng yoga thì tức là những người người ta đã có những cái khái niệm về về sống sạch, sống xanh, sống khỏe rồi, người ta đã quan tâm đến về mặt sức khỏe rồi, các anh chị mình có thể là mình tiếp cận những cái người trong câu lạc bộ này, thì cái khả năng mà người ta đón nhận những thông tin các anh chị á, nó sẽ dễ dàng hơn và nó dễ đi vào và vào lòng của khách hàng hơn đúng không ạ? So với cái việc là các anh chị tiếp cận một cái người mà người ta không biết gì hết về mặt sức khỏe, người ta cũng không quan tâm gì hết về mặt sức khỏe, thì rõ ràng rằng là nó sẽ khó để mà các anh chị có thể là mình tiếp cận khách hàng đúng không các anh chị? Rồi khi mà các anh chị á, khi lưu ý có một điều rất là hay mà các anh chị có thể tăng hiệu quả đối với cái cách làm này á, là các anh chị mình cố gắng mình tạo mối quan hệ đúng không ạ? Chúng ta tạo mối quan hệ, chúng ta kết hợp với những người gọi là có những người đứng đầu trong câu lạc bộ đó, để mà chúng ta gia tăng cái uy tín của mình đúng không ạ? Cũng như là cái chúng ta tận hưởng cái tầm ảnh hưởng, cái uy tín của cái người có đó, của cái người đứng đầu trong cái câu lạc bộ đó, để mà chúng ta có thể kết nối với những người trong câu lạc bộ đấy, thì nó sẽ giúp cho các anh chị mang đến cái hiệu quả là gì, mình tiếp cận khách hàng nó sẽ tốt hơn các anh chị nha. Đó thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả khá là cao cho các anh chị nha. Rồi và giống như là chúng ta sẽ biến cái người code đó các anh chị, chúng ta biến cái người code, cái người leader ở trong cái câu lạc bộ đó trở thành cái trung tâm ảnh hưởng đúng không ạ? Trở thành cái trung tâm ảnh hưởng tức là gì? Là một cái đối tác lâu dài cho các anh chị, và từ đúng một cái người đó thôi và hoàn toàn các anh chị có thể tiếp cận đến hàng chục, hàng trăm khách hàng khác đúng không ạ? Các anh chị chỉ cần có vài cái trung tâm ảnh hưởng như vậy, một vài người có tầm ảnh hưởng như vậy đồng hành với các anh chị trong suốt khoảng thời gian các anh chị kinh doanh đó, chắc chắn là các anh chị sẽ có cái nguồn khách hàng vô tận luôn, và chất lượng nữa chứ không phải là không chất lượng đâu đúng không ạ? Rồi tiếp theo là gì ạ? Đó, một số hình ảnh các anh chị làm home sharing này mọi người rất là hiệu quả luôn á. Có thể là mời đến nhà nè, các anh chị thấy không ạ? Khách hàng đến nhà nè, mời, có thể là không cần phải quá nhiều, 20 người đâu, 5 người, 7 người, 10 người, mười mấy người là mình cũng làm được rồi mọi người đúng không ạ? Mình đến rồi mình chia sẻ, mình mời mentor của mình chia sẻ rồi mình làm thí nghiệm nè, hoặc là ở quán cà phê nè, hoặc là những cái điểm trải nghiệm á mọi người, đó nó sẽ mang lại hiệu quả rất là cao. Khi mà giống như là mọi người làm á, mọi người sẽ thấy là cái không khí trong cái buổi đó nó sẽ rất là sôi nổi, và cái tâm lý đám đông á mọi người, người ta sẽ rất là quan tâm và người ta sẽ rất là thích thú để mà người ta
thực hiện theo, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là gì ạ? Cái phương pháp thứ ba đó chính là phương pháp thu cũ đổi mới mọi người, đúng không ạ? Đây là cái phương pháp mà nó rất là hay, nó cực kỳ là hay luôn, mà thế hiệp nước của chúng ta đã triển khai một vài tháng gần đây và nó mang lại cái hiệu quả cực kỳ là cao luôn mọi người, mang lại hiệu quả cực kỳ là cao luôn. Rồi đó, nó mang lại hiệu quả rất cao mọi người, bởi vì là gì ạ? Chúng ta sẽ có được hỗ trợ cho khách hàng, chúng ta hỗ trợ cho khách hàng những cái khoản phí, những cái khoản voucher rất là tốt, đúng không ạ? Đó, ví dụ như là gì ạ? Chúng ta sẽ đăng bài Zalo Facebook, đúng ạ? Chúng ta đăng bài Zalo Facebook để mà chúng ta thoát khỏi cái nỗi đau bỏ thì vương, vương thì tỏi. Thực ra bây giờ khách hàng người ta có một cái máy lọc nước với mọi người, có ở nhà có máy lọc nước rồi mà tự nhiên kêu người ta bỏ máy lọc nước đó đi để mà mua cái máy lọc nước mới á, thì đôi khi người ta cũng tiếc lắm mọi người, đôi khi mình tiếc tiếc cổ lắm, em phát mệt em phát cũng tiếc lắm đó. Thì mình có thể là gì ạ? Mình nói với khách hàng là gì, mình sẽ thoát khỏi cái nỗi đau bỏ thì thương vương thì tội, đúng không ạ? Mặc dù cái máy lọc nước nó không có chất lượng lắm, nó không có tạo nước tốt, nhưng mà bỏ thực ra nó cũng tiếc lắm, thì đúng không ạ? Chúng ta sẽ có chương trình thu cũ đổi mới, đúng không? Chúng ta sẽ đăng lên bài Zalo Facebook như vậy, một cái chương trình thu cũ đổi mới dành cho 30 khách hàng may mắn chẳng hạn, hoặc là 5 khách hàng may mắn, hoặc là 10 khách hàng may mắn thôi, ví dụ như vậy. Chúng ta tạo sự khan hiếm để mà khách hàng người ta quan tâm, đúng không ạ? Chỉ duy nhất trong 2 ngày, đúng không ạ? 2 ngày 20, 22, 23, ví dụ như vậy. Bạn nào quan tâm thì inbox nhé. Ví dụ như vậy, chúng ta đăng bài trên Zalo Facebook của mình, hoặc là gì, chúng ta có thể ghi một cái tiết là gì, cơ hội duy nhất trong năm dành cho những gia đình đang sử dụng máy lọc nước cũ, thu cũ đổi mới diễn ra duy nhất trong ngày 22, 23 tháng 1, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Hoặc là tri ân khách hàng dịp Tết Giáp Thìn, ví dụ như vậy. Chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta dịp tiết ở trên Zalo Facebook để chúng ta thu hút sự khách hàng của mình, để chúng ta tiếp cận khách hàng của mình, đúng không các anh chị? Rồi, tiếp theo là gì ạ? Gia đình nào có máy lọc nước cũ địch vứt thì dừng lại ngay và tìm hiểu chương trình thu cũ đổi mới nhé. Đó, chúng ta giật những cái tiếp như vậy để chúng ta lấy cái sự quan tâm của khách hàng, đúng không các anh chị? Rồi sau đó chúng ta có thể tiếp cận một cách trực tiếp, đúng không ạ? Chúng ta tiếp cận một cách trực tiếp là gì ạ? Chúng ta ghi những cái các sàn như thế này, hoặc là gặp khách hàng luôn cũng được. Đó, anh chị biết nhà ai có máy lọc nước cũ muốn lên đời không? Bên Thế Giới Nước họ đang có chương trình thu cũ đổi mới rất hay, định giá máy cũ cao lắm nhưng chỉ được đăng ký trong hôm nay và ngày mai thôi. Anh chị có ai thì em đăng ký giúp cho. Đó, mình có thể gặp khách hàng và mình nói luôn như vậy, hoặc có thể mình đăng Facebook, Zalo cũng được luôn, đúng không ạ? Rồi, dành cho anh chị đại lý đang có máy cũ, không ngờ máy lọc nước nhà mình mới mua tức 5 triệu dùng được 6 năm vẫn định giá được hơn 3 triệu, đúng không ạ? Tức là mình đã là đại lý rồi, đúng không ạ? Và mình đăng lên một cái caption như vậy để mà mình thu hút sự chú ý khách hàng của mình, đúng không ạ? Không ngờ là cái máy lọc nước nhà mình mới mua 5 triệu thôi, dùng được 6 năm rồi mà vẫn được định giá 3 triệu. Cảm ơn chương trình thu cũ đổi mới của Thế Giới Nước. Bạn nào có máy lọc nước cũ muốn lên đời đăng ký, muốn lên đời thì đăng ký cùng mình luôn nhé. Ví dụ như vậy, chúng ta rủ khách hàng của mình, nó kiểu nó tiếp cận rất là nhẹ nhàng, rất là dễ, có thể là rất là tự nhiên, đúng không các anh chị? Rồi sau đó chúng ta sẽ xử lý phản hồi của khách hàng là gì ạ? Ví dụ khách hàng người ta hỏi mình là em ơi chương trình thế nào đấy, hoặc là máy nhà anh chị thì được bao nhiêu, thì lúc đó chúng ta sẽ kêu khách hàng của mình là gì ạ? Anh chị chụp cái máy lọc nước của mình á, gửi cho mình xem và em sẽ báo bên công ty người ta sẽ định giá cho đó, và bên em sẽ định giá cao lắm đấy, ví dụ như vậy. Trường hợp một, ví dụ khách hàng vẫn mới mới mua 2 3 năm, 1 2 năm gì thôi, thì các anh chị chỉ cần là gì, mình sẽ nói với khách hàng là nhà anh chị thì vẫn chưa có cần đổi đâu, bộ này thì các anh chị nâng cấp lên nước tốt là ok rồi đó. Sau đó mình tư vấn combo là kiểu gì các anh chị cũng có thể chốt được luôn cái combo nâng cấp, đúng không ạ? Mình không bán được máy mới là mình bán được cái combo rất là dễ dàng luôn. Trường hợp hai là gì ạ? Nhà khách hàng đã cũ rồi, máy nhà khách hàng đã cũ rồi, mình cứ thế mình gửi form đăng ký cho khách hàng thôi, đúng không ạ? Đó, rồi thì theo thông tin sau đó mình sẽ phản hồi với khách hàng là gì ạ? Theo thông tin hình ảnh và kiểm định của công ty thì máy này của anh chị được định giá tầm khoảng là 3.050.000, đúng không ạ? Trong đó có 2.050.000 là công ty sẽ quy thành một cái sản phẩm rất là hot, rất là tốt cho nhà anh chị, đó chính là một cái combo bảo vệ phòng tắm, bao gồm gì ạ? Một cái xem vòi Purell, một cái chậu lọc rửa, một cái lọc đầu vòi, chậu rửa, đúng không ạ? Rồi một cái loại tắm Vita X, Vita Fresh On gì đó, ví dụ như vậy đấy. Rồi tiếp theo là gì ạ? Được nhập khẩu Hàn Quốc và bộ lọc bảo vệ máy, đúng không ạ? Rồi 1 triệu tiền mặt công ty sẽ chuyển cho anh chị sau khi hoàn tất lắp máy cũ thu mới các anh chị nha. Các anh chị lưu ý cho em phát
để ý cái chương trình thu phụ loại mới này cho phép nha. Mỗi chương trình của mình thì nó sẽ có thời điểm khác nhau và cách triển khai nó sẽ khác nhau, tuy nhiên nó cũng sẽ tương tự với nhau, nó hơi giống giống nhau thôi. Để các anh chị lưu ý từng cái buổi như vậy để các anh chị học cho nó kỹ, để mà mọi người nhận cái thông tin cho nó chính xác mỗi buổi như vậy nha mọi người nha. Và gì ạ? Và theo thông tin khảo sát nhu cầu thì có dòng sản phẩm này nó cực kỳ phù hợp với anh luôn. Bắt đầu chúng ta đề xuất một cái sản phẩm cây nóng lạnh cho khách hàng là ok đúng không mọi người? Đó. Và sau đó chúng ta tư vấn thôi. Chúng ta tư vấn giả, tư vấn sản phẩm, tư vấn cây nóng lạnh đúng không ạ? Tư vấn cơm bòi, sen vòi, sen vòi nè, cộng lõi Vita X nè, và chút thế là chúng ta chốt thôi, không có vấn đề gì hết đúng không ạ? Còn kỹ thuật chốt thì bác sẽ hướng dẫn cho các anh chị ở những buổi sau đúng không các anh chị? Thì đó là cái lắp đặt. Tiếp theo là chúng ta lắp đặt, chúng ta lắp mới, chúng ta thu cũ đúng không ạ? Thì lắp mới á, thì điểm lắp đặt sẽ đến và điểm lắp đặt sẽ thu cái máy cũ đi, các anh chị không cần phải chở đi đâu, mà điểm lắp đặt sẽ đến lắp và điểm lắp đặt sẽ chở máy cũ đi các anh chị nha, và chúng ta sẽ xử lý máy cũ sau, các anh chị sẽ được hướng dẫn đúng không ạ? Rồi tiếp theo đó chính là chiến dịch, và chiến dịch DJ tức là chiến dịch livestream của thế Dạ. giới các anh chị nha. Rồi thế giới nước chúng ta có cái cách tiếp cận thứ tư, đó chính là cái DJ của thí nghiệm nước, đó chính là livestream các anh chị ha. Chiến dịch livestream của mình thì trong Zoom của mình 215 anh chị đang ở trong Zoom của mình, cho em phát hỏi xíu là thường thường các anh chị livestream là các anh chị livestream ở thời điểm nào các anh chị? Các anh chị thường livestream trong thời điểm nào, có thể comment và chat cho em biết được không ạ? Thường các anh chị mình livestream là mình thay đi livestream trong cái khoảng thời gian nào các anh chị? Rồi các anh chị mình thường thường là mình livestream trong cái khoảng thời gian nào, các anh chị có thể comment vào chat ô chat cho em phép biết được mặt trong cái thời điểm nào ạ? Rồi buổi trưa anh Lâm Thành Lễ là hay livestream buổi trưa nè, anh Đào Văn Thành là hay livestream buổi tối đúng không ạ? Chị Hường là hay livestream vào 8 giờ tối. Rồi chị Trần Kim Anh là lần đầu tiên live lúc 20 giờ là lần duy nhất luôn. Rồi ok, tức là mọi trường mọi người hay hay livestream vào cái khung thời gian đúng không? Hay livestream vào khung giờ, livestream buổi trưa đúng không ạ? Vào các khung giờ thời gian hay là khung giờ vàng đúng không mọi người? Đó, thì đối với livestream của Thế giới nước của mình thì các anh chị, livestream của Thế giới nước của mình là gì ạ? Chúng ta sẽ livestream khi gì ạ? Sẽ có hai thời điểm vàng đúng không ạ? Sẽ có hai thời điểm vàng mà chúng ta cần phải livestream, đó chính là khi mà chúng ta đến nhà khách hàng chúng ta lắp đặt sản phẩm các anh chị nha, hay là chúng ta cái ngày mà chúng ta qua chăm sóc khách hàng cũ, là hai cái thời điểm vàng mà chúng ta livestream đó. Đó thế mới nói là livestream với thế hiệp nó mới khác đúng không ạ? Nó mới khác, chúng ta không có nhắm đến những cái khung giờ vàng mà chúng ta sẽ nhắm cái khoảng thời gian là gì ạ? Chúng ta thời điểm chúng ta đến, chúng ta lắp đặt sản phẩm và chúng ta đến chăm sóc khách hàng cũ được không ạ? Rồi chúng ta đến, khi mà chúng ta đến lắp đặt sản phẩm với mọi người thì chúng ta cũng sẽ livestream nhằm tương tác với khách hàng của mình mới, khách hàng mới thông qua những cái trải nghiệm thực tế sản phẩm nè, cách lắp đặt sản phẩm nè đúng không ạ? Và ngày chúng ta qua chăm sóc khách hàng cũ thì chúng ta cũng thể livestream để chia sẻ cảm nhận của khách hàng cũ khi mà người ta đã sử dụng sản phẩm rồi, và chúng ta chia sẻ hiệu quả của sản phẩm nhằm tương tác với khách hàng mới cũng như là những người xem livestream đúng không ạ? Và các hoạt động trong cái ngày đi đê này, tức là cái ngày mà chúng ta livestream á, là gì ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ chia sẻ về hiện trạng thực Rồi. tế nhà khách hàng này, rồi chúng ta sẽ livestream trực tiếp những cái hoạt động của thợ kỹ thuật tại khách hàng của mình luôn. Rồi, rồi sau đó chúng ta sẽ trình diễn những cái USB của sản phẩm thực tế này, rồi chúng ta thí nghiệm tại chỗ và chúng ta so sánh kết quả luôn, đúng không ạ? Chúng ta và chúng ta kêu gọi hành động các anh chị nha. Vậy thì rõ ràng là gì ạ? Trăm nghe không bằng mắt thấy. Khi mà các anh chị livestream một cách rất thực tế như vậy, khách hàng người ta thấy được rằng là gì ạ? À, người ta sẽ có một cái tâm lý rằng là tôi cũng muốn như vậy, tôi cũng muốn sở hữu cái máy lọc nước như vậy, thí nghiệm hay quá, họ tò mò, họ thắc mắc, họ cũng muốn được test nước như vậy đúng không ạ? Và khi mà khách hàng người ta trải nghiệm những cái trải nghiệm thực tế của họ như vậy á, thì những khách hàng người ta xem livestream người ta cũng muốn là à, tôi cũng muốn được cải thiện cái tình trạng sức khỏe của mình giống như là người ta đã được cải thiện như vậy đó, cái kiểu như vậy. Chúng ta tạo một cái tâm lý là tôi cũng muốn như vậy, tôi cũng muốn trải nghiệm như vậy đó, nó sẽ giúp cho các anh chị tiếp cận khách hàng là hiệu quả nha các anh chị nha. Rồi vậy thì chăm sóc khách hàng cũ nè, khi có khách hàng mới các anh chị nhé, thì chúng ta sẽ livestream. Rồi các bước để chúng ta các anh chị có thể triển khai livestream nha, đầu tiên là giờ mình chuẩn bị nè chắc chắn rồi, thứ hai là kịch bản livestream, và thứ ba là chúng ta chốt thôi các anh chị nha. Đó một số chiến dịch mà các anh chị sẽ được hướng dẫn trong những cái buổi Zoom nó kỹ hơn các anh chị nha. Kịch bản là gì ạ? Kịch bản thì chắc chắn là chúng ta sẽ có mở bài
chúng ta có thân bài, chúng ta có kết bài, đúng không các anh chị? Mở bài thì chúng ta có gì ạ? Nội dung chính của video chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta có nhiều cách để chúng ta mở bài lắm. Em phát lấy ví dụ như là gì ạ? Xin chào cả nhà, em đã quay trở lại với video ngày hôm nay rồi, hoặc là quay trở lại với cái buổi livestream ngày hôm nay rồi, thì em sẽ tư vấn cho mọi người về cách lắp đặt, cách sử dụng nè, đúng không ạ? Rồi ok, đó chính là gì ạ? Về cái phần livestream rồi đúng không các anh chị? Tiếp theo là chúng ta có cái phần là video, đúng không ạ? Chúng ta làm video thì video chắc chắn thì chúng ta sẽ có những cái phần mở bài nè, thân bài và kết bài trong một đoạn video cũng ngắn của mình, đúng không các anh chị? Vậy thì mở bài chúng ta có thể là gì ạ? Xin chào cả nhà, em đã quay trở lại với video ngày hôm nay rồi đây. Video hôm nay em sẽ tư vấn cách sử dụng lắp đặt sản phẩm máy lọc nước ABC gì đó, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Hoặc là gì? Trước đây tôi thường gì ạ? Tôi thường xuyên bị nhiệt miệng. Tuy nhiên, từ khi tôi biết cách này, tôi đã không còn bị nhiệt miệng nữa. Các bạn đã biết chưa? Ví dụ như vậy, chúng ta mở bài một cách nó thu hút để chúng ta níu kéo mắt xem của người xem, của khách hàng của mình, đúng không các anh chị? Bởi vì theo thống kê á, 7 giây đầu tiên của video nó sẽ quyết định là người xem người ta có tiếp tục xem cái đoạn video của mình hay không. Cho nên á, cái 7 giây đầu nó rất là quan trọng, đúng không mọi người? Rồi tiếp theo là về thân bài, chúng ta sẽ có giới thiệu sản phẩm nè, thị phạm trực tiếp cho khách hàng dễ hình dung về sản phẩm của mình, và đặc biệt là gì, sẽ có sản phẩm trong tay để chúng ta sẽ tự nhiên hơn, đúng không? Khi mà các anh chị có sản phẩm rồi thì mình sẽ giới thiệu sản phẩm nè, mình thị phạm trực tiếp cho khách hàng luôn đó. Vấn đề khách hàng, vấn đề của bản thân của mình đã gặp phải là gì, đúng không? Mình đã gặp phải cái vấn đề như thế nào và hậu quả, đúng không? Hậu quả của mình nó cần phải đủ nghiêm trọng các anh chị nha, và sau đó nguyên nhân và tiếp theo giải pháp của mình đã sử dụng là gì, đúng không ạ? Những cái giải pháp thông thường nó đã cải thiện cho mình có tốt hay không, nó có những cái nhược điểm như thế nào, và giải pháp từ cái sản phẩm mà chúng ta đang review từ máy lọc nước nó đã hỗ trợ cho mình tốt như thế nào, chúng ta liệt kê ra, đúng không ạ? Chúng ta chia sẻ về trải nghiệm bản thân của mình, và thậm chí chúng ta đưa ra lời khuyên cho người xem, đúng không ạ? Và chúng ta kêu gọi hành động. Kêu gọi hành động tức là gì? Tức là ai có những cái vấn đề giống như em Phát thì các anh chị hãy inbox cho em Phát, hãy liên hệ với em Phát, ví dụ như vậy, để mà khách hàng người ta thấy, người ta nhắn tin cho mình, người ta inbox cho mình, người ta comment vào ô chat ở phía dưới, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Chúng ta lồng ghép những câu chuyện cá nhân vào nội dung thì nó sẽ tự tin hơn, nó chân thật hơn, đúng không các anh chị? Sẽ không có một cái trải nghiệm nào, một cái chia sẻ nào mà nó hay, nó trải nghiệm nó tốt bằng cái trải nghiệm chính thực tế của mình các anh chị ha. Cho nên các anh chị đã sử dụng rồi và các anh chị đã có những cái trải nghiệm cá nhân của mình rồi, các anh chị chia sẻ thì nó sẽ rất là hay các anh chị ha. Rồi đến cái phần kết bài thì chúng ta cũng có thể có nhiều kiểu kết bài, thì em Phát sẽ hướng dẫn cho các anh chị hai kiểu như sau. Thứ nhất là gì ạ? Kiểu một là gì ạ? Cảm ơn khách hàng đã theo dõi cái buổi video của mình, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nhắc khách hàng cái lịch lên video tiếp theo hoặc cái lịch livestream tiếp theo. Nếu mà chúng ta quay video á, thì chúng ta hẹn khách hàng trong những video lần sau, ví dụ như vậy, đơn giản thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo, ví dụ như vậy. Rồi kiểu hai là gì ạ? Anh chị có nhu cầu về sản phẩm hoặc cần được tư vấn thêm về thì liên hệ với em Phát trong cái phần inbox nhé. Mọi người nhớ theo dõi để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chăm sóc sức khỏe nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và hẹn ở trong những cái video tiếp theo. Đó, chúng ta chào kiểu nào cũng được các anh chị nha. Kết bài thì đơn giản rồi. Đó. Và nhớ là kết bài thì chúng ta có cái phương án kêu gọi hành động cho người xem nha. Ví dụ như là like video cho em Phát nè, share video cho em Phát nè, hoặc là comment, hoặc là inbox, hoặc là đặt hàng, tức là phải có cái bước kêu gọi hành động nha mọi người nha. Chúng phải kết thúc video là thôi nha, phải có bước kêu gọi hành động để mà tăng tương tác các anh chị nhé, ví dụ mẫu, đúng không ạ? Khi mà các anh chị làm một cái đoạn video xong, các anh chị cần phải có tiết, đúng không? Các anh chị cần phải dựng tiết để làm sao khi mà người ta đọc một cái tiêu đề, một cái tiết ở trên đoạn video của mình rồi á, người ta làm sao mà người ta đọc vào, người ta muốn coi cái video của mình luôn, người ta vào, người ta chỉ có bấm đọc vào là chỉ có bấm vào video của mình xem liền đó. Ví dụ như là chúng ta sẽ ghi một cái caption là giờ tôi đã biết như thế nào là nước tốt, thế nào là nước chưa tốt, ví dụ như vậy, mình tạo sự tò mò cho khách hàng của mình. Hoặc là ai hay phải đi tiếp khách nhậu nhẹt thì không thể bỏ qua video này, đúng không? Chúng sẽ nhắm đến những người mà hay 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 nhậu nhẹt, đúng không? Bây giờ các anh chị hỏi ra 10 người đi, các anh chị gặp 10 người là hết 10 người xung quanh mình, ai cũng đi nhậu rồi, đúng không? Ai cũng tiếp khách, đúng không mọi người? Ai cũng thích nhậu hết trơn á đó. Cho nên là những người mà người ta hay nhậu là kiểu gì người ta cũng thích video của các anh chị, người ta nhấn vào người ta xem, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Tôi đã làm cách này để nâng cấp chất lượng nguồn nước nhà mình đó, để mà người ta sẽ tò mò thắc mắc cái cách làm của mình là gì, người ta vào xem video, đúng không? Hoặc là giờ tôi mới biết khi nó xem là gì và lý do mà da tôi nó sáng, nó đẹp, nó mờ, nếp nhăn đấy, bắt đầu là quan tâm những ai mà quan tâm đến sắc đẹp
không chỉ là các chị nữ đâu, các anh nam bây giờ cũng quan tâm sắc đẹp lắm mọi người đó. Bắt đầu người ta sẽ quan tâm, người ta tò mò, người ta vào xem các anh chị đúng không ạ, hoặc là tôi đã hết nhiệt miệng chỉ với bằng bí kíp này, kiểu như vậy đấy. Ai mà nhiệt miệng người ta sẽ vào, người ta quan tâm. Hoặc là tại sao người dạ dày, trào ngược dạ dày thì nên dùng máy Watex của thiết nước, ví dụ như vậy đó. Thì những người mình đánh vào những cái nỗi đau của khách hàng, những cái căn bệnh của khách hàng á, thì những người người ta có vấn đề tương tự, người ta sẽ quan tâm và người ta vào xem video của mình đúng không ạ. Đó, vậy thì khi mà các anh chị quay video á, các anh chị sẽ có những cái yếu tố rất là quan trọng các anh chị nha, mà mình cần phải lưu ý, đó chính là cái nội dung mình chuẩn bị nó càng chi tiết nó càng tốt đúng không ạ. Rồi mình chọn phong cách phù hợp với bản thân và chúng ta chuẩn bị tinh thần rất là kỹ. Cái việc mà các anh chị định vị được cái phong cách của mình nó rất quan trọng các anh chị. Có một cái lỗi như thế này, có một cái mà các anh chị hay hay gặp phải như thế này nè mọi người, đó chính là khi mà mọi người quay video á, đa phần em thấy là mọi người luôn định vị cho mình cái hình ảnh chuyên gia. Tức là mình phải nói cho thật hay, thật trôi chảy, thật thật là giống như là một người chuyên gia vậy đó, các anh chị mới chịu. Còn nó phát một xíu các anh chị cũng không chịu, hoặc là mình chưa đủ tự tin các anh chị cũng không có dám làm video, thì em phát thấy nó cũng không có được hay lắm. Bởi vì sao ạ? Em phát thì rất là thích những cái đoạn video mà nó thể hiện được cái phong cách cá nhân của mình. Có thể các anh chị rụt rè chút cũng rất là dễ thương đúng không ạ, anh chị nói không được suông lắm cũng cũng rất là dễ thương. Tức là em phát thích mỗi người một cái phong cách, mỗi người một cái cá nhân. Nhìn vào cái đoạn video mà mọi người kiểu mọi người rất là chân thành, nó có đoạn video review của mình đúng không ạ, và mọi người thể hiện được cái phong cách cá nhân của mình á, chứ không phải là mình cứ phải là thể hiện mình là một cái người rất là chuyên gia, mình gồng lên mình làm trở thành một người chuyên gia thì thực sự nó không có tự nhiên đó mọi người. Và đôi khi nó sẽ tạo cái sự gượng gạo và khách hàng người ta không thể thích lắm. Ví dụ như em phát, mà em phát ai mà làm video mà kiểu dễ thương, kiểu mà chân thành, không cần phải quá hay đâu, nhưng mà kiểu video kiểu chân thành, kiểu có cá tính, có cá tính là em phát thích lắm, em phát sẽ xem đoạn video nó nhiều hơn đấy. Rồi video của mình cần cung cấp một giá trị nào đó cho người xem đúng không ạ, mình phải tạo một cái giá trị gì đó cho người xem, người ta mới xem chứ. Lý do tại vì sao tôi phải xem video của anh đúng không ạ. Rồi chúng ta có kế hoạch ngay từ đầu. Nếu như các anh chị làm một cái series, về một cái chuỗi, gì đó, các anh chị tự suy nghĩ ra và chúng ta có kế hoạch, thì các anh chị làm cần có kế hoạch cụ thể ha. Và ai chưa làm lại và làm chưa làm được mọi người, thì mình làm lại, làm hoài, làm từ từ nó sẽ giỏi thôi. Những anh chị mà lần đầu tiên, em phải hỗ trợ cho rất là nhiều anh chị làm video á, lần đầu tiên quay quay video mọi người, rồi làm quay cần cả trăm đoạn video á, mới về mới cắt ghép ra được một đoạn video chứ 2-3 phút thôi. Nhưng mà làm những lần về sau á, là làm dần là quen dần, quay cái là dính, không cần phải quay nhiều như quá nhiều nữa đó. Mình cần phải làm tất cả mọi thứ nó đều phải theo thói quen đúng không các anh chị. Rồi ok, hành trang chuẩn bị khi các anh chị làm đúng không ạ. Cần có công cụ là bút thử bị pH nè, bút TDS, bút đo hydrogen, catalog sản phẩm, rồi cần có nước tốt đúng không ạ. Về kiến thức chắc chắn là kiến thức về sản phẩm nè, kiến thức về nước tốt, rồi biết làm thí nghiệm, rồi kiến thức so sánh về sản phẩm đúng không ạ. Rồi những cái trải nghiệm của mình, có sẵn những trải nghiệm của bản thân hoặc trải nghiệm của khách hàng, rất tự tin để chúng ta có thể chia sẻ những cái trải nghiệm đó, và chúng ta có câu chuyện để chia sẻ, những cảm nhận về sản phẩm đúng không các anh chị. Thì đây là những cái hành trang rất là cần thiết trong cái việc mà các anh chị có thể quay một đoạn video thành công các anh chị nha. Rồi sau đó là gì, chúng ta đưa giải pháp cho khách hàng của mình, gồm bộ nâng cấp nè, những cái máy Watech, những cái máy Pi Biotech đúng không các anh chị, sẽ rất là nhiều. Rồi ok, thì đó là phần chia sẻ của em Phát trong buổi sáng ngày hôm nay về năm cái phương pháp để giúp cho các anh chị là gì ạ, có thể tiếp cận khách hàng một cách rất hiệu quả và đa chiều đúng không các anh chị. Thứ nhất là gì, các anh chị sẽ có về gì ạ, chúng các anh chị sẽ có 2K1T home sharing đúng không ạ. Chúng ta có thu cuộc đổi mới, chúng ta có livestream, chúng ta có quay video, là năm cái phương pháp rất hiệu quả đúng không ạ. Các anh chị không lo sẽ không có cách làm đúng không ạ. Và các anh chị hiện tại thì em Phát đang làm việc tại showroom 64 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và em Phát sẽ tiếp khách vào chiều thứ hai cho đến chiều thứ sáu hàng tuần và sáng thứ bảy hàng tuần đúng không các anh chị. Cho nên các anh chị nào muốn tìm hiểu máy, được muốn tìm hiểu các công nghệ lọc nước, các anh chị muốn trải nghiệm sản phẩm, tham quan showroom và được uống nước tốt trực tiếp tại showroom của mình luôn, hoặc các anh chị muốn xin nước tốt để các anh chị làm thí nghiệm, các anh chị cũng có thể lên showroom của mình đúng không ạ. Các anh chị cứ liên hệ cho em Phát số điện thoại 0964 607 266 để mà em Phát nhận lịch của các anh chị và em Phát ưu tiên tiếp đón các anh chị nha. Các anh chị nhớ là đăng ký trước cho em Phát để em Phát book lịch cho các anh chị, giữ lịch cho mình để mà mình đến showroom mình trải nghiệm các anh chị ha. Và showroom của mình rất là welcome các anh chị, cho nên là các anh chị mình cố gắng mình đến showroom để chúng ta có hình ảnh để các anh chị mình PR cho bản thân của mình luôn cũng được đúng không ạ, để mà các anh chị kinh doanh nó tốt hơn nha. Rồi
Rồi ok, thì đó là phần chia sẻ của em Phát trong buổi sáng ngày hôm nay. Tức là cảm ơn các anh chị, hơn 200 anh chị đã đồng hành với Phát trong buổi sáng ngày hôm nay, đúng không ạ? Và ngày hôm nay các em Phát cũng có mời lên đây một chị rất là tuyệt vời, một vị đại lý rất là tuyệt vời trong cái lá hàng lọc nước của mình, trong cái lá hàng thế giúp nước của mình, đúng không ạ? Để chia sẻ về kinh nghiệm kinh doanh tại lá hàng lọc nước của mình đã có kết quả rất là tuyệt vời để giúp cho các anh chị mình kinh doanh tốt hơn, đúng không ạ? Em Phát xin mời chị Bình, mình cùng hãy cùng mở cam, mở mic lên để cùng chia sẻ về kinh nghiệm của chị tại lá thế giúp nước cùng với các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Em Phát xin mời chị Bình ạ. Hỏi chị mình sẵn sàng rồi Phát ạ. Rồi, À, ok chị. mọi người nghe được mình nói không ạ? Rồi, nghe rõ lắm chị Bình ơi. Lời đầu tiên Thanh Bình xin gửi lời chào đến tận 211 anh em trong Zoom ngày hôm nay, và chúc mọi người một tuần mới, một ngày mới thật nhiều năng lượng và có sức khỏe tốt để chúng ta có những cái công việc tốt hơn. Thì đối với mình thì mỗi mỗi buổi vào Zoom của em Phát là có một sự tiếp thêm một năng lượng rất là nhiều, và với cái dễ thương và cái những chia sẻ của em Phát thì mình lại càng thấy thêm yêu đến dài hàng lọc nước hơn. Thì bây giờ mình xin tự giới thiệu, mình tên đầy đủ là Lê Thị Thanh Bình, 50 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì rất vui hôm nay được em Phát mời đến đây chia sẻ những cái niềm vui khi đi với gian hàng lọc nước. Thì kinh nghiệm thì mình cũng chưa nhiều lắm đâu, tại mình mới vào đến The Ruby được 6 tháng, và sau một tháng thì theo đến gian hàng lọc nước. Thì thực sự là mình rất cảm thấy mình rất tiếc khi mà biết đến The Ruby và biết đến thế giới đặt nước hơi muộn. Nhưng mà muộn thì vẫn có cái để mình sửa muộn, đó là hôm nay mình đã có mặt ở đây, và thực sự là bây giờ đến tận bây giờ là mình rất yêu thế giới lọc nước và rất là yêu nước. Thì từ trước đến nay khi mà chưa biết được thế giới lọc nước thì mình chỉ biết là uống nước đun sôi để nguội, và cái đó nó thành một cái tiềm thức trong trong cơ bản trong trong mình rồi. Nó đã làm cho mình gọi là từ trước đến nay cứ nghĩ là nước đun sôi để nguội là tốt. Cho nên là khi mà đến với gian hàng lọc nước, đến thế giới lọc nước này, thì mình mới khám phá ra một điều là nước là rất tốt. Và để được theo hàng được cái theo được cái gian hàng lọc nước mà để được đi 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 đi, đi kinh doanh được nước, thì đầu tiên là mình phải có một cái kiến thức, và kiến thức không được như là em Phát, em Sáng, em Sơn hay những chuyên gia đâu, nhưng mà mình phải hiểu thế nào là nước và thế nào là máy lọc nước để mình đi đi kinh doanh. Thì để được cái điều đó thì chúng ta phải bỏ cái thời gian ra học, và mình đã làm được cái điều đó. Và khi mình đã tiếp cận, mình đã xác định được cái gian hàng lọc nước, là mình đã học học đêm học ngày, học và đến nỗi mà ghi ghi chép thành mấy cuốn tập, và bây giờ bỏ rồi, không ghi nữa, tại vì ghi đủ rồi, và bây giờ chỉ có cần mình bổ sung thêm những cái kiến thức và mình chịu khó học lại là thường là thôi. Thì đến với cái gian hàng lọc nước và khi đi kinh doanh lọc nước này thì đầu tiên là mình phải đi cho trao cho khách hàng một cái gọi là cái tâm của người bán hàng. Thì đối với mình thì trong quá trình kinh doanh trong nước ấy, gặp những khách hàng, có mình gặp nhiều khách hàng mình cũng tư vấn, nhưng mà mình rút ra được một cái vấn đề là đối với từng khách hàng thì mình sẽ tư vấn như thế nào. Và đối với khách hàng mà khi mà đã hiểu, người ta đã hiểu một ít kiến thức về 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 máy lọc nước và về nước, thì mình tư vấn nó rất là dễ. Thì mình chỉ cần tìm những cái điểm mà khách hàng người ta đang 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 còn thiếu, thí dụ như nha, như là người ta đang có một cái muốn mua một cái máy lọc nước nhưng người ta đang còn lăn tăn, thì mình chỉ cần tìm hiểu mình điểm nhấn vào đấy, và mình nói về cái thực trạng nước hiện nay như thế nào và cần phải có một cái máy lọc nước để đảm bảo cho sức khỏe. Chỉ có sức khỏe thì mới giúp chúng ta được có được những cái mà khác trong cuộc sống mà chúng ta mong muốn. Còn khi mà không có sức khỏe thì có một mơ ước đầu duy nhất và chỉ là sức khỏe mà thôi. Thì đó là một cái mà đầu tiên là mình đã tư vấn khách hàng thành công cái máy bi.
khi mà tiếp cận với khách hàng và mua nói với khách hàng là sức khỏe là hàng đầu và khách hàng đã hiểu ra điều đó. Và đối với một tệp khách hàng thứ hai là khách hàng người ta chưa nắm bắt được cái máy lọc nước thì chưa hiểu về nước thì mình lại phải phải tư vấn theo một cái kiểu là đi từ giống như kiểu đi từ ABC ấy, là mình phải phải tư vấn cho người ta là một cái máy lọc nước tốt là một cái máy như thế nào, là một cái máy mà mang lại sức khỏe tốt cho đảm bảo an toàn cho sức khỏe và phải tốt cho sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Vậy thì những cái mà tiêu chí mà đảm bảo cho an toàn sức khỏe là gì? Là cái máy thì phải có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, rồi là những cái nguyên liệu đầu vào để tạo nên cái máy đó là phải có mình phải phải nắm bắt được nó là nhựa những cái nguyên liệu đầu vào nó phải như thế nào, rồi là cái công nghệ của nó ra sao. Thì mình đã gặp cái tệp khách hàng này và khi mà mình tư vấn thì tại vì nhà mình có cái máy nóng lạnh Vortex 4200 á, mình đang xài thì khi mà khách đến nhà mình á thì khách thấy mình xài thì khách hỏi thì mình cũng bảo là cái này rất là ok đối với trường hợp nhà có gia đình có con nhỏ có người già thì khi mà khách nói vậy thì khách bảo nhà nhà khách cũng có một bà mẹ thì muốn xài nước nóng lạnh thế thì mình bảo nếu mà vậy thì rất là ok thì mình đã tư vấn cho khách là theo cái kiến thức mình học á theo kiến thức mình học và mình tư vấn xong thì khách ok rồi nhưng khi mà khách về khách đi siêu thị thì khách có lẽ gặp ra siêu thị thì trời ơi nói thật đấy bây giờ cái thị trường cuối năm này này thì siêu thị người ta các siêu thị điện máy rồi rồi người ta đã mở ra những cái mà khuyến mãi và máy người ta nói chung là nó giống như mà nếu mà trường hợp mà mình không biết tí gì về máy là mình rất bị người tiêu dùng rất bị hoa mắt và vì không biết là đi đâu về đâu và sẽ đứng ở một cái góc độ là không biết chọn lựa cái nào thì khách nhà mình đã ra đến đó và gặp những tư vấn và khách gọi điện cho mình khách nói là ủa sao máy bên bạn mắc thế máy máy ở đây rẻ nhất thì cũng mắc nhất là cũng hơn 10 triệu rồi mình bảo thôi bây giờ bắt đầu gặp một cái trường hợp là bắt đầu mình phải vận dụng thật kỹ những cái kỹ năng mình học không phải những kỹ mà những cái kiến thức mà độc quyền mà thế giới lọc nước đang có thì đầu tiên là mình phải hỏi khách là vậy thì thế nào là một cái máy lọc nước tốt, một cái máy lọc nước đắt thì nó như thế nào? Thế khách mới hỏi với mình hỏi là vậy đầu tiên là bạn hỏi cái người tư vấn đấy nó là có biết xuất xứ nguồn gốc của cái máy đó không? Thì khách bảo là người ta không thì bắt đầu mình mới nói là riêng đối với cái nguồn gốc mà máy của bên mình đang bán là mình đã biết rõ được xuất xứ nguồn gốc. Ví dụ như cái máy Vortex mà bạn mình đang tư vấn cho bạn ấy thì nó là một cái sản phẩm mà được nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Hàn Quốc và mỗi cái một cái máy nó có một cái series ở bên 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 sau máy ấy thì khi chúng ta muốn tìm hiểu được cái máy đó nguồn gốc xuất xứ đó ở đâu thì chúng ta chỉ cần lấy cái số series đó chúng ta lên trang web của phòng thương mại Hàn Quốc là chúng ta tìm ra và chúng ta khi chúng ta biết được thì chúng ta sẽ biết được nguồn gốc của cái máy đó thì chúng ta sẽ biết được cái nguyên liệu làm đầu vào của cái nó nhà nó là một cái nguyên liệu nguyên sinh và những cái mà dùng cho cái máy đó là giống như là cái vòi á là làm bằng thép 304 nguyên chất rồi cái nhựa là nhựa nguyên sinh còn đối với trường hợp mà những cái máy lọc nước RO thông thường ở ngoài thị trường ấy thì giá rất là rẻ thì đi 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 cùng với giá rẻ là nó có một cái gọi là nguyên liệu đầu vào nó sẽ là không rẻ nó sẽ là những cái nguyên liệu tái sinh rồi những cái sắt mà làm nên cái vòi đó là tạp chất thì khi mà trong quá trình chúng ta uống nước vào nó sẽ thôi ra những cái vi nhựa rồi những cái sắt đó thì nó sẽ ảnh hưởng cho sức khỏe và nếu mà chúng ta không biết được cái nguồn gốc của cái máy đó thì thà chúng ta cứ uống như ban đầu chúng ta cứ sử dụng chúng ta đừng có dùng cái máy nữa thì nó còn hơn nó đỡ bệnh hơn thì mình đã nói thẳng với khách như hạn đó thì khách đã đồng ý và ngoài trong khi đó là mình cũng nói thêm một số về về đặc điểm tốt như là những cái công nghệ như là công nghệ eco nó có thể tiết kiệm điện rồi là máy bơm thì Vortex rồi công nghệ LG làm nóng lạnh thì nước có thể lạnh sâu từ 3 đến 4 độ C là tương đương với cái nước để trong tủ lạnh và khi mà chúng ta dùng cái nước ở trực tiếp từ máy này thì nguy cơ mà tái vi 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 khuẩn đấy ở thì nó được hạn chế 100%.
Và có một cái đặc điểm nữa là mình bắt đầu mình hỏi hỏi khách là bạn hỏi bên 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 chỗ bạn đang đứng ấy, là chỗ 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 điện máy á, là có cái lõi diệt khuẩn lượng tử không, có cái công nghệ mà diệt khuẩn lượng tử mà hiện giờ mà chỉ có cái thế giới lọc nước là độc quyền kinh doanh, thì bạn hỏi xem có không, thì bạn đó nói là không có, thì mình mới nói với khách là à, vậy thì bạn tại sao mà mình mới nói là cái lõi lọc diệt khuẩn lượng tử là bên mình độc quyền bán, thì trong quá trình sử dụng máy sử dụng nước ấy, thì nó có một cái gọi là nhiễm khuẩn sâu màng, thì có những cái con vi khuẩn ấy, thì sau khi mà nó uốn lượn ấy, nó uốn cái thân thể của nó thì nó có thể lọt qua được cái màng RO, thì nó sau khi mà nó mạc lọt qua đường cái màng đó thì người ta gọi là nhiễm khuẩn sâu màng đấy, thì khi mà chúng ta uống vào nước vào cái nước đó vào thì cũng rất là nguy hiểm, thì khi mà gặp cái lõi mà diệt khuẩn lượng tử đó thì cái con vi khuẩn nó sẽ bị tiêu diệt 1 trong phần 10 giây khi bị tiếp xúc, thì đó là một cái công nghệ độc quyền và chỉ có thế giới lọc nước bên mình có. Còn ngoài ra nếu mà ở ở thế ở thị trường ấy, người ta có nói là có, thì đó là chỉ là công nghệ là tia UV hoặc là nano phủ bạc, và những cái đó nó chỉ có thời gian 3 đến 4 tháng là cao nhất, và mình bảo là cái công nghệ độc quyền, công nghệ mà diệt khuẩn lượng tử này thì nó cũng gắn liền với cái sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 của nước Mỹ đấy, khi mà nước Mỹ mà bị khủng bố, thì ở cái tòa tháp đôi thì chính phủ Mỹ sau này nó sẽ lo sợ là bị khủng bố về nguồn nước, thì đã kêu gọi các nhà khoa học của Mỹ đã vào để sản xuất để nghiên cứu, thì đó là một cái mà phát minh mà chỉ có nước Mỹ là đang có và được độc quyền, thế giới nước độc quyền. Thì cái sự kiện đó thì bạn cũng biết, và cái phát minh này thì sau 10 năm nghiên cứu thì đã cho ra được cái màng cái công nghệ diệt khuẩn lượng tử đó, thì nó rất là một cái rất là công nghệ là không thể nào mà các cái hãng khác có được, thì mình đã nhấn mạnh vào cái điểm đó, và khi mà khách hàng hiểu được cái vấn đề đó, khách hàng hiểu được cái vấn đề là khi mà mua một cái máy lọc nước không phải là rẻ hay đắt mà và phải có một cái gọi là một cái tiêu chí để đảm bảo sức khỏe cho cái chính bản thân của người đó khi mà uống uống nguồn nước vào, thì khách đã hiểu ra được điều đó, và mình cũng rất mừng là khách của mình đã hiểu ra được điều đó, và mình cũng rất mừng là khi mà gặp cái vấn đề khó là mình đã nôi được những cái điểm mà mấu chốt mà những cái mà cái độc quyền của thế giới lọc nước ra 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 để nói với khách. Thực sự là cái khi mà mình tư vấn cái ca này là mình phải dùng hết những công năng của mình, và đó là một cái ca đầu ca mà khi mình tiếp nhận mình tiếp được cái kiến thức của thế giới lọc nước, và đến bây giờ mình cảm thấy mình rất là vui khi được học kỹ được những cái bài đó, thì mình cũng bây giờ là mình cũng như các bạn thôi, cũng mới, ai cũng mới thì cũng cũng bỡ ngỡ, thì cũng chúng ta cứ học đi, chúng ta học học thật kỹ đi, rồi khi mà chúng ta chia sẻ với khách hàng thì chúng ta không cần phải là chia sẻ trơn tru đâu, mà chúng ta chia sẻ bằng cái tâm, thì thực ra thì mình rất vui khi được đến với thế giới lọc nước. Đi kinh doanh cái máy lọc nước không phải là chỉ đi kinh doanh bình thường, mà mình đang chia sẻ được cái những cái kiến thức tốt để cho khách hàng, tại vì mọi người biết sao, cái thực trạng là nguồn nước của Việt Nam bây giờ rất là nguy hiểm, tại vì thực nó đến từ ngay như là như mình ấy, mình cảm thấy là mình không không biết là phải làm sao ấy. Khi mà cái nguồn nước này ô nhiễm về 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 nước thuốc trừ sâu này, mọi người mọi ở cái vùng quê ấy, mình là cũng là dân vùng quê núi Thái Bình ấy, mỗi lần về ấy, mình thấy người ta phun, người ta dùng thuốc diệt